Nam Thư xin chào quý vị khán giả yêu mến của Nam Thư. Mọi người ơi, lại là Thư đây. Chắc chắn là hôm nay mọi người sẽ thắc mắc, không biết là hôm nay Thư sẽ chia sẻ điều gì với mọi người. Thật sự là hơi ngại tí xíu khi mà bắt đầu nói về cái số tuổi của mình. Thật sự thì mọi người chỉ cần lên Google và search ra thì biết là Thư sinh năm bao nhiêu và năm nay Thư bao nhiêu tuổi. Hơi đau lòng tí xíu nhưng mà có những sự thật mình phải chấp nhận thôi, là năm nay Thư cũng đã qua 30 rồi. Và chị em phụ nữ chúng ta cũng biết là khi mà chúng ta bắt đầu qua 30 thì bắt đầu nội tiết tố của chúng ta sẽ bắt đầu thay đổi đó. Cái và đặc biệt là chúng ta sẽ bị suy giảm nội tiết tố estrogen, và lúc đó là bắt đầu rất nhiều thứ xảy ra. Da sẽ bắt đầu lão hóa dần nè, da sạm đi nè, nội tiết tố giảm nè, trong cơ thể mình thay đổi rất là nhiều nè, rụng tóc nè, da sạm nè, vòng 1, đặc biệt là vòng 1 sẽ kém săn chắc dần nè. Thì cái nỗi lo đó tôi nghĩ là không của riêng Thư đâu, mà đối với cái tất cả các chị em luôn. Và thông thường sau 30 á, thì chị em chúng ta sẽ có rất nhiều thay đổi. Thư nghĩ là bản thân mọi người không nhìn thấy điều đó đâu, nhưng mà chỉ cần một ngày mà mình ngồi mình ngẫm lại thôi là mình sẽ thấy mình thay đổi. Bởi vì sao? Chắc chắn rồi, cái cơ thể mình thay đổi, nội tiết tố mình thay đổi thì dẫn tới rất là nhiều thứ, tóc rụng nè, da sạm dần nè, và đặc biệt là kích cỡ vòng 1 nè, nó bắt đầu nó sập sệ thì hơi quá đáng, bắt đầu nó xuống nhẹ nha mọi người, nó xuống nhẹ nha. Và thực sự rất là may mắn cho Thư, Thư đã tìm ra được một cái giải pháp hết sức là hợp lý, vừa túi tiền, và Thư thấy nó đặc biệt, nó là hiệu quả, đó chính là Trumiso. Đây, đây mọi người, đây, đây là một hộp Trumiso. Thì thực sự là mọi người, Trumiso này giúp chúng ta điều gì? Nó có sẵn trên tất cả, trên cái bìa hộp luôn mọi người nha. Hỗ trợ tăng cường nội tiết tố nữ, giúp cải thiện các biểu hiện cho suy giảm nội tiết tố nữ, hạn chế lão hóa da, hạn chế sạm da, hỗ trợ đẹp da. Và cái điều mà Thư cực kỳ thích là khi mình uống đủ một cái liệu trình của Trumiso thì cái size vòng 1 mình nó sẽ bắt đầu thay đổi, là nó sẽ tăng hơn. Thì bây giờ Thư mới uống được khoảng một nửa chặng đường này, Thư thấy là bắt đầu mọi thứ nó thay đổi nhẹ nhẹ, bắt đầu mình cảm thấy vòng 1 mình bắt đầu nó tức tức lên đó mọi người, giống như cảm giác mà khi mình tới kỳ kinh nguyệt á mọi người, là nó bắt đầu nó tức tức, là bắt đầu nó lên size nha mọi người. Thì Trumiso, trong cái Trumiso này thì rất là dễ uống nha mọi người. Bởi vì nè, cái thành phần của Trumiso này là hoàn toàn từ thiên nhiên, không mẫn cảm với bất kỳ đối tượng nào. Và từ trước tới giờ khi mà Thư review sản phẩm thì Thư rất là hỏi kỹ, và Thư cũng nhận được rất nhiều cái lời gọi là từ các chị em, đặc biệt là các bà mẹ bỉm sữa, các chị em mà sau sinh nè, thì hỏi Thư rất là nhiều. Trước giờ Thư cũng review rất nhiều sản phẩm rồi, thì mình hỏi thì mình cũng rất là né tránh, tại vì mọi người biết mà, sản phẩm cho, nếu mà sản phẩm nào cho phụ nữ sau sinh mà có thể uống được á, thì phải thật sự là an toàn, bởi vì nhiều khi còn dành cho em bé bú nữa. Nhưng mà Trumiso một điều rất là đặc biệt là chị em phụ nữ sau khi sinh 3 tháng có thể uống được Trumiso rồi nha mọi người. Bây giờ mình sẽ bóc cái hộp Trumiso ra cho mọi người xem nha. Đây nè, mọi người sẽ thắc mắc Thư nói kỹ hơn về công dụng của Trumiso ha. Là hỗ trợ tăng cường nội tiết tố nữ, giúp cải thiện các biểu hiện cho suy giảm nội tiết tố nữ, hạn chế lão hóa da, hạn chế sạm da, hỗ trợ làm đẹp da. Thì sau khi mà Thư uống Trumiso vào á, thì Thư thấy nó rất là thay đổi rất là nhiều thứ nè. Thứ nhất là cái nội tiết tố bên trong mình thay đổi. Tức là mọi người có biết cái cảm giác nóng trong không? Tức là chị em phụ nữ mà bắt đầu tới những cái giai đoạn mà bị suy giảm estrogen á, bắt đầu là mình sẽ bị thay đổi nội tiết tố, là một cái điều đó cực kỳ gọi là khó chịu đối với chị em phụ nữ ha. Đặc biệt phụ em chị em phụ nữ tuổi 30, nó làm cho mình nóng trong. Mọi người hiểu nóng trong không? Nóng ở ngoài là nóng ở ngoài vô đúng không? Còn nóng ở trong là người mình lúc nào cũng cảm thấy bức bối, bực bội. Bắt đầu khi mà mình qua 30 mà nó làm cho con mình, người mình nó khó chịu lắm. Cái gì cũng có thể bực dọc, quạo quọ, thay đổi. Và đặc biệt là cái chu kỳ kinh của mình lúc đó nó cũng không có đều nữa. Cái đây là cái mà vấn đề rất là nan giải, và Thư nghĩ là các chị em nào cũng đã gặp phải. Thì trong cái Trumiso này sẽ có những thành phần nào? Đây, bây giờ mình sẽ đi vào thành phần ha. Tại vì mỗi cái thành... tất cả các thành phần nó đều có sẵn ở trên hộp rồi, nên mọi người cứ yên tâm khi nhìn vào ha.
Đây nè, thành phần trong Chumiso là có Phục Linh nè, Nhân Trần nè, Đinh Lăng nè, vitamin E nè, vitamin BB nè. Chumiso đã sử dụng công nghệ Phytosum để chiết xuất thành công cái tinh chất mầm đậu nành để đạt được hiệu quả cao nhất. Mọi người cũng biết rồi, bây giờ chị em nào mà nghe bây giờ uống đậu nành thì sẽ tăng kích cỡ là đua nhau uống mỗi ngày. Không, nó không hấp thụ được gì đâu nha mọi người. Và đặc biệt một cái điều mà trong Chumiso mà Thư nghĩ là các chị em phụ nữ, đặc biệt là các chị em phụ nữ đã có gia đình đó, thì sẽ thích thú với điều này, đó là Chumiso giúp tăng cường nhu cầu sinh lý nữ nha mọi người. Tức là thật sự rồi, qua 30 thì các chị em phụ nữ nè, các chị em bỉm sữa nè, ai mà đã có vợ có chồng hoặc là sinh con xong thì tất nhiên rồi, công việc hay con cái nó làm cho nhu cầu của mình bị giảm đi, rồi có thể là mình bị khô hạn dần tại nội tiết tố nó giảm nữa. Chumiso cải thiện được tất cả nha mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ đây mọi người, đây cái đối tượng sử dụng nè, đối tượng sử dụng nè: phụ nữ mãn kinh nè, tiền mãn kinh nè, người bị suy giảm tiết tố nội tiết tố nữ nè, rồi với những cái cơn biểu hiện mà ai biểu hiện mà chóng mặt, mất ngủ, cơn bốc hỏa, suy giảm sinh lý nữ nè. Ồ, bây giờ là người bị lão hóa da nè, sạm da, da khô nè. Tức là cái này đó, sao ta phải nói sao ta để mọi người hiểu ta, tức là khi mà chúng ta làm đẹp á, khi chúng ta chăm sóc bản thân mình á, đặc biệt là phụ nữ chăm sóc chính mình á, thì Thư nghĩ á, ở ngoài vào nó không có đủ đâu mọi người. Ở ngoài vào nó không có đủ. Ví dụ như da dẻ cũng vậy, chúng ta sức ở ngoài vào không bao giờ đủ. Mà bây giờ nội tiết tố ở bên trong nữa thì làm sao mình có thể mà đưa từ ngoài vào được, thì tất nhiên mình phải trong ra, mình phải cải thiện ở trong ra thì cái nội tiết tố mình mới thay đổi được. Thì Chumiso giải quyết được tất cả những vấn đề đó nha. Sau khi mà Thư sử dụng một liệu trình của nó, là khi mà đúng liệu trình đó mọi người, chúng ta sẽ sử dụng 4 hộp. Cái này mỗi ngày chúng ta sẽ uống 4 viên lận nha. Mỗi ngày uống 4 viên. Mỗi lần chúng ta sẽ uống 2 viên. Và chúng ta sẽ uống sau bữa ăn khoảng 30 phút hoặc 1 tiếng thì chúng ta sẽ uống vào. Thì mọi người, trên cái hộp này mọi người thấy không? Mọi người, đây là 60 viên ha. 60 viên thì mỗi ngày uống 2 viên. Mỗi ngày uống 4 viên, mỗi bữa uống 2 viên. Thì cái liệu trình đúng của nó thì uống hết 4 hộp thì Thư nghĩ là trong sử dụng trong khoảng 2 tháng là chúng ta bắt đầu. Thư uống nửa liệu trình thôi rồi là Thư đã thấy nó thay đổi rồi. Và khi mà uống 2 tháng thì mọi người sẽ được kết quả như mong đợi. Còn muốn bạn nào mà muốn mà mình cứ giữ hoài, tức là mình cứ giữ nội tiết tố mình như thế, mình cứ giữ cái size mình càng ngày càng tăng, thì mình cứ uống thường xuyên thôi, không vấn đề gì cả. Và chắc chắn là quý vị khán giả thắc mắc là Thư xài nửa liệu trình thì mọi thứ có thay đổi hay không? Có thay đổi nha mọi người. Tại hôm nay mặc cái áo kiểu bên mất bên còn rồi, không thấy. Thật sự là đã lên sai tí xíu, nhưng mà Thư nghĩ là Thư sẽ uống hết một liệu trình, Thư sẽ ngưng coi thử nó lên tới đó thì nó như thế nào. Tại sợ uống nữa nó lên nữa nha mọi người. Thì thật sự là cũng rất là dễ uống nha mọi người. Mình chỉ cần, và mọi người Thư biết là tâm lý của nhiều chị em cũng sẽ sợ lười và quên, không có vấn đề gì hết. Cứ sau bữa ăn là mình uống 2 viên vô, rồi chiều tối mình uống thêm lần 2 viên nữa. Sử dụng 2 hộp là nửa liệu trình, 4 hộp là đủ liệu trình ha. Thư uống 2 hộp Thư cảm thấy là thứ nhất là lên sai nó ha. Không có lên quá đâu mọi người. Lên quá là nó xạo, nó bắt đầu lên từ từ, và quan trọng hơn là Thư thấy nó săn chắc lại. Chứ không phải là nó kiểu mà giống như mọi người hay dùng là nó sập sệ hay gì. Nó săn chắc lại. Và Thư thấy bắt đầu nó lên sai. Còn để mà lên tới bao nhiêu thì Thư phải uống hết cả 4 hộp thì mới biết được. Bây giờ Thư sẽ khui cái Chumiso ra cho mọi người xem nha. Đây mọi người thấy là trên cái hộp của Chumiso là nó có tem ha mọi người. Có tem nè. Tem này chưa bóc ha. Và cái tem này là tem của công ty Big Pha. Đây. Mọi người mua cái gì cũng vậy, thấy tem chưa bóc là an toàn ha. Bây giờ Thư bóc ra cho mọi người xem trong cái hộp Chumiso như thế nào. Cái gì chứ màu hồng là tôi ưng rồi đó. Đó, bóc tem rồi đó nha mọi người. Rồi, đây mình sẽ lấy một cái hộp Chumiso ra. Đây, hộp Chumiso để trong hộp này như thế này nhá mọi người. Đây nha mọi người thấy không? Đây, lấy hộp ra nè. Thì cái viên nén của này là 60 viên. Đây, Thư chưa? Đây là Thư lấy hộp mới cho mọi người coi nha. Còn cái hộp Thư á, thì bây giờ không biết bà trợ lý của Thư bảo quản đâu rồi. Đây, cái viên của nó là như thế này nha mọi người. 2-3 lớp rồi nha mọi người. Mọi người thấy không, Thư gỡ cái lớp này ra. Rồi còn một lớp giấy bạc này nữa. Nên nhớ nha mọi người, gỡ cái hộp ra thì phải còn nguyên si mới đúng là hàng chất lượng nha. Đây là viên nó như thế này. Đây, cái hộp màu sao thì cái viên màu hồng y chang như vậy nha mọi người. Dễ uống lắm mọi người. Nó còn thơm mùi thuốc bắc nữa, dễ uống lắm. Và cái điều quan trọng là Thư rất là thích với sản phẩm của Chumiso là gì? Là số hotline có thẳng ở trên hộp.
mọi người cứ yên tâm là Chu Miso chiết xuất hoàn toàn từ thiên nhiên. Trên bao bì hộp lẫn sản phẩm đều có địa chỉ của công ty và đặc biệt có số hotline đây. Số hotline đây là 0378250000. Số rất là dễ nhớ. Thì cái gì cũng vậy, khi mọi người mua sản phẩm á, mình sẽ xem bao bì ha, mình xem sản phẩm ha, và đặc biệt mình phải xem trên bao bì là có số điện thoại hay không nè, có địa chỉ của nhà phân phối, nhà sản xuất hay không nè. Khi có những điều đó thì mình cảm thấy cực kỳ an toàn. Mọi người ha, mọi người yên tâm nha. Và đặc biệt một cái điều nữa là mọi người ơi, cái hạn sản phẩm của Chu Miso nó tới 3 năm lận. Đây, mọi người trên bì hộp sẽ có, ví dụ ở đây là 27 tháng 5 2020 thì bây giờ 26 tháng 5 2023 mới hết hạn được. Nên mình mua về mà ví dụ trong khoảng thời gian đó mà mình chưa muốn tăng size hoặc là mình chưa có người yêu đó thì mình từ từ mình uống không sao cả, không sợ hết hạn sử dụng nha mọi người. Đây. Đây là một hộp chính thức của Chu Miso, rất là nhẹ, ngắn gọn, dễ đem nha mọi người. Đây. Đây. Là trong mỗi hộp Chu Miso đều có đây giấy phép tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm, tức là chúng tôi công khai như thế này trong mỗi hộp cho mọi người xem để mọi người có thể yên tâm được. Và cái gì cũng vậy, ví dụ mình thoa ngoài da mình đã kỹ rồi, còn cái gì mình uống vào trực tiếp trong người thì mình càng phải kỹ càng hơn nữa. Thì Chu Miso là một cái điều mà Thư khi mà Thư sử dụng Thư cảm thấy cực kỳ yên tâm nha mọi người. Đây, cái giấy này đó là có hết nha, đây là của Bộ Y tế công bố an toàn về thực phẩm. Thì trong này đây có mộc, có chữ ký, có về công bố sản phẩm như thế nào hết để mọi người yên tâm sử dụng. Và rất là tiện lợi, trước mặt là như thế, còn sau là hướng dẫn sử dụng của Chu Miso. Cái gì cũng vậy, mình uống thì mình phải duy trì. Thực sự là ví dụ mình uống được cái mốc thời gian đó thì mình cứ phải duy trì ngay cái thời gian đó thì cái hiệu quả nó sẽ tăng cao hơn. Và đặc biệt mọi người đừng quên nha, uống một ngày hai lần thì dễ nhớ phải đúng không? Với thành phần thiên nhiên như vậy thì bản thân Thương cực kỳ cảm thấy tự tin khi sử dụng Chu Miso nha. Dặn một lần nữa, cái khui bất kỳ cái hộp nào cũng thế, nhớ là phải có tem nhãn đàng hoàng nha mọi người, phải bóc zin nha, phải bóc ra nha mới khui nha. Rồi bây giờ tôi uống 2 viên nè, một ngày uống 4 viên nè, sáng ủa sáng giờ tôi chưa uống nha. Bây giờ uống ha. Chà, uống vô cái thấy nó nở ra liền. Mọi người ơi. Rồi mọi người ơi, từ nãy tới giờ Thư cũng đã chia sẻ những cái cảm xúc của Thư khi sử dụng Chu Miso rồi. Vậy thì bây giờ ai quan tâm tới Chu Miso, muốn thay đổi nội tiết tố trong bản thân mình nè, muốn tăng size vòng 1 nè, muốn da đẹp nè, tóc đẹp nè, muốn ngủ ngon nè, thì hãy chần chờ gì nữa mà không gọi vào số điện thoại ở dưới màn hình nha. Nhân viên của Chu Miso sẽ luôn trực điện thoại và lắng nghe những nguyện vọng tâm tư của mọi người, đặc biệt là các chị em phụ nữ. Các chị em phụ nữ ơi, muốn đẹp thì hãy đến với Chu Miso nha. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính, thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.